mới lập đi nha, ở đây mới mới lập xưởng. Sáu bé nha. Chú nô à. Cái này cái nè. Cái mà có một con đực à. Dạ. Có anh này đực thôi. Cái luôn. Vô rồi, sáng ăn con, để đi. Này là chích ngừa nha. Chích ngừa cho nó thôi. Chích ngừa cà rê nè, mũi đầu tiên. Đây chích ngừa. Đây mình của mình nha, Khánh Minh Lào nha. À, này chích ngừa mũi 1 cho mấy bé. Khách phối bên mình đẻ. Khách phối bên mình đẻ xong rồi mình qua mình sổ lãi, sổ run cho bé. Rồi mình chích ngừa luôn. Chích ngừa cà rê cho bé luôn. Lấy hai liều trước thôi để giữ lạnh, thuốc không có hư. Đây, này chích mũi đầu tiên cho mấy bé này.